Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có các xe tăng chở các xe trộn bê tông này các bạn ơi. Rất là nhiều xe trộn bê tông đủ màu sắc luôn, có cái thùng đang quay. Được các xe tăng chở đi làm việc nè, hôm nay chúng ta phải nhờ tới xe tăng thôi. Vì hôm nay đường này rất là trơn trượt, vì con đường này đầy tuyết luôn các bạn ơi. Và rất là nguy hiểm và có cả yêu quái vật nữa. Nên chúng ta phải nhờ xe tăng. Và đây là xe trộn bê tông màu tím và màu xanh. Đây là xe trộn bê tông màu xanh lá, màu đỏ, màu trắng các bạn ơi. Các xe của chúng ta đang chạy với tốc độ rất là nhanh. Wow, đường rất là trơn trượt nè. Và các xe đang nghiêng qua nghiêng lại các bạn ơi. Wow, đây là chiếc xe màu cam. Oh my god. Chiếc xe màu cam bị trơn trượt và bị đổ rồi các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Đường rất là trơn trượt khó đi luôn, nên chúng ta phải rất là cẩn thận và chiếc xe bị bốc cháy luôn rồi kìa. Và chúng ta phải nhờ tới xe cảnh sát thôi các bạn ơi. Xe cảnh sát của chúng ta phải chạy lên để chỉ đường cho các xe này đi thôi. Chứ không thôi là các xe sẽ bị đổ đó, vì đường này rất là trơn trượt và nhiều ổ voi, ổ gà lắm. Do các con yêu nhện nhện tạo ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ vượt lên thôi. Rồi mình đã vượt lên được hai chiếc rồi. Ê ê ê, coi chừng tung một chiếc kia. Wow, lại thêm một chiếc bị đổ nữa rồi. Chết rồi các bạn ơi. Lại thêm một chiếc bị đổ nữa rồi. Và cái xe trộn bê tông đã tung chúng mình rồi kìa. Chúng ta phải chạy từ từ thôi, cố gắng lên rồi. Bây giờ mình phải vượt lên để mình thông báo cho các xe thôi. Các xe ơi, chúng ta phải chạy chậm lại thôi. Và đây là xe màu trắng. Ê, trời ơi các bạn ơi. Xe màu trắng tự nhiên lạng qua, ép mình một cái và mình mất lái. Và trời ơi, xe cảnh sát của mình bị lao xuống biển rồi. Rồi chết rồi, hư xe cảnh sát của mình rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhờ tới xe buýt cảnh sát thôi. Đây là một chiếc xe buýt cảnh sát đôi màu xanh và màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ phải vượt lên để mà đuổi kịp cái xe trộn bê tông thôi. Để ngăn cản các xe này lại thôi, không cho các xe này chạy nữa các bạn ơi. Vì đường rất là nguy hiểm luôn. Các xe tăng chở xe trộn bê tông chạy rất là nguy hiểm. Wow, bây giờ xe buýt phải cố gắng vượt lên thôi. Rất là nhiều xe phía trước luôn. Và xe buýt của chúng ta đã bị các xe trộn bê tông bỏ xa rồi. Cố lên xe buýt cảnh sát ơi. Chúng ta phải cố lên nào. Wow, đó, các xe đang chạy với tốc độ rất là nhanh và rất là nguy hiểm. Và xe buýt đang dí kịp gần tới rồi. Đây rồi. Wow, xe buýt đã tung trúng xe màu tím. Wow, các bạn ơi, nhưng mà xe màu tím vẫn tiếp tục chạy kìa. Xe buýt phải vượt lên thôi, chứ không thể nào tung các xe để các xe bị đổ đó. Wow, các bạn ơi, các xe không đổ mà là xe buýt bị đổ rồi. Wow, hai xe buýt của chúng mình thất bại rồi. Bây giờ phải có một cách là phải nhờ máy bay thôi các bạn ơi. Vì đường đi rất là hẹp, các xe buýt không thể nào mà chen nhau mà vượt lên được đâu. Bây giờ mình sẽ nhờ chiếc máy bay màu vàng này bay lên để cản đường các xe trộn bê tông thôi. Đây, các máy bay đã bay vô đường chính rồi kìa. Và phía trước là các xe trộn bê tông. Wow, lại có một số xe bị đổ nữa kìa. Bây giờ phải tung vô thôi. Tung nào. Wow, các bạn ơi, xe trộn bê tông rất là cứng luôn. Máy bay của mình tung chúng nhưng mà bị nát và bị bốc khói rồi. Và xe trộn bê tông của chúng ta vẫn còn quay, vẫn còn chạy được kìa. Rồi, vậy là mình sử dụng máy bay cũng thất bại luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ phải dùng cách khác thôi. Phải dùng tới xe này thôi. Các bạn biết xe này xe gì không? Đây chính là xe máy cày. Xe máy cày của mình có một sức mạnh rất là cao siêu luôn. Và nó có thể di chuyển với tốc độ rất là nhanh. Wow, hai cái xe kia cũng lại muốn tông nhau rồi kìa. Bây giờ mình phải vượt lên trước và mình chặn thôi các bạn ơi. Wow, lại có một chiếc xe màu trắng bị đổ kìa. Ê ê, và xe máy cày cũng bị mất lái luôn. Chết rồi các bạn ơi. Xe màu trắng và máy cày cũng bị lọt xuống cái hố này và rơi xuống biển luôn rồi. Trời ơi các bạn ơi, đường đi rất là khó luôn. Các xe của mình bị hư hại hết rồi. Và các xe đang chạy tới kìa. Wow, lại có một cái hố. Oh my god, các xe của chúng mình lao xuống hố các bạn ơi. Các bạn coi lại nè, đó. Wow, ở đây là một con đường. Có một cái hố, hình như một cái hố này là dấu chân của con yêu nhện nhện đó các bạn ơi. Nó đi và tạo ra thành một cái hố, khiến các xe trộn bê tông và các xe tăng của mình bị lao xuống hố bốc cháy rồi. Các bạn coi lại nè. Đó, trời ơi, các xe lao xuống hố luôn. Xe màu hồng lao rồi, tới lượt xe màu vàng, xe màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu xanh dương và màu tím. Wow, cả gần 10 cái xe bị lao xuống đây. Vậy là chúng ta thất bại hết rồi nha các bạn ơi. Bây giờ chúng ta phải nhờ tới xe ben thôi. Các bạn ơi, mình có xe ben màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu tím. Rất là nhiều xe ben luôn. Hôm nay xe ben của chúng ta sẽ thay thế xe trộn bê tông để tới công trường xây dựng để lấy bê tông xi măng cho xe trộn bê tông thôi. Vì xe ben của chúng mình có cái đồ ben có thể ben lên được nè. Cái xe ben của chúng ta đang chạy với tốc độ rất là nhanh luôn. Hy vọng là sẽ tới kịp công trường xây dựng nha. Không thôi là ông chủ sẽ đuổi việc đó. Đây là xe ben màu đỏ. Có cái đầu màu đen này các bạn ơi. Và đường đi hai bên của chúng ta là cây cối rất là nhiều luôn. Đây là xe ben màu đen. Phía trước là màu xanh và màu cam. Các xe của chúng ta đang tăng tốc nè. Wow, đó các bạn thấy không? Wow, đây là một con đường cấm kìa. Có chữ stop đó các bạn thấy không? Và cái xe của chúng ta vẫn đang di chuyển một cách bình thường. Không biết là có yêu quái vật nhện nhện gì xuất hiện hay không.
Oh my god các bạn ơi, ở đây là một khúc cua tử thần. Cái xe ben của mình không kịp cua và lao trúng khúc cua và bay lên trên ngọn núi này rồi. Wow các bạn ơi, các bạn coi lại này đó. Cái xe của chúng mình chạy không kịp cua vì khúc cua này rất là khó đi luôn. Đường đi rất là khó khiến cái xe của chúng ta bay lên ngọn đồi, ngọn núi đó luôn rồi. Các bạn coi lại nè đó. Trời ơi, tất cả các xe của mình đều bị hư hỏng hết rồi. Đã bay lên đây thì làm sao mà di chuyển được các bạn ơi. Chết rồi, hư hại hết rồi. Mình phải nhờ tới các xe bồn chở xăng thôi. Đây rồi, cũng lại con đường hồi nãy. Nhưng mà lần này mình sẽ nói các xe bồn tài chở xăng này. Các bác tài xế ơi, mình chạy cẩn thận nha, vì chỗ đó có một khúc cua rất là nguy hiểm đó. Hôm nay chúng ta phải đi tới sân bay thôi để tiếp tế nhiên liệu là xăng dầu cho máy bay. Khi máy bay có xăng dầu rồi thì máy bay mới bay được nha. Đây là xe màu vàng. Wow, xe màu cam của chúng ta bị một xe màu tím đẩy lên kìa các bạn ơi. Wow các bạn ơi, xe màu cam bị mất lái rồi. Nó là xe màu vàng thì đúng hơn. Wow, và chạy được rồi các bạn ơi. Wow, oh my god, lại tiếp tục các bạn ơi. Các xe này vẫn không thể nào thoát được chỗ này, vẫn chủ quan và đã bị vướng vô rồi, cũng bay lên ngọn núi đó luôn các bạn ơi. Vậy là các xe của chúng ta đều thất bại hết rồi. Chết rồi, bây giờ mình chỉ còn nhờ một chiếc xe buýt màu vàng này thôi. Đây là xe buýt có lá cờ nè. Mình sẽ nhờ xe buýt này di chuyển thôi các bạn ơi. Xe buýt này sẽ đưa tin nha, sẽ cầm cờ đi và đưa tin để các xe cứu hộ và xe cứu hỏa tới giải cứu các xe thôi. Xe buýt của chúng ta đang đi nào. Wow các bạn ơi, ở đây có một dòng suối và xe buýt đã lao xuống dòng suối rồi. Chết rồi các bạn ơi, xe buýt cũng bị hư hỏng nặng rồi, không thể chạy rồi nên mình phải nhờ tới xe bọc thép này thôi. Đây là một chiếc xe bọc thép này các bạn ơi. Xe bọc thép này á thì nó rất là khỏe luôn, và nó bánh của nó thì có thể di chuyển trên địa hình đồi núi được nè. Wow, nhưng mà cũng bị vướng vô đây rồi, cũng bị lao xuống cái chỗ xe buýt hồi nãy luôn các bạn ơi. Chết rồi, bây giờ mình phải nhờ một chiếc xe nào đó nhảy cao, nhảy xa hơn. Đây rồi, chúng ta có xe bồn chở dầu các bạn ơi. Các bạn thấy hai cái ống khói nó đen xì không? Nó chạy bằng dầu diesel đó. Bây giờ xe này sẽ di chuyển tốc độ rất là nhanh, phải nhảy qua con suối này. Chuẩn bị nào các bạn ơi, chuẩn bị 1, 2, 3, nhảy nào. Đó các bạn ơi, cố lên, thành công rồi các bạn ơi. Xe bồn chở dầu đã vượt qua con suối nhưng mà cũng bị hư hại rồi, nhưng không sao. Xe bồn chở dầu của chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển mặc dù cái bánh đã bị rơi ra ngoài luôn rồi. Cố lên xe bồn chở dầu ơi. Rồi được rồi, một chiếc các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ phải nhờ thêm một chiếc xe đầu kéo này nữa, tại vì một mình chiếc xe bồn chở dầu đó đã bị hư hại rồi, không thể đi xa được đâu. Xe đầu kéo màu đen của mình đây, sẽ cố gắng để đi tới nhờ các xe cứu hộ thôi. Wow, xe đầu kéo tung vô một chiếc xe. Ý chứ các bạn ơi, xe đầu kéo của mình lại tung vô vách núi. Chết rồi, xe đầu kéo bị hư hỏng rồi các bạn ơi. Ôi rồi, và bị ô tô tung trúng luôn chứ. Wow, bây giờ phải nhờ tới xe tải màu vàng thôi. Đây là xe tải màu vàng nè các bạn ơi. Wow, xe tải màu vàng cũng bị tung vô các xe luôn. Hôm nay đường đi của chúng ta rất là nhiều xe. Trời ơi, hôm nay mình chưa thấy yêu quái vật xuất hiện, nhưng mà nó đã biến hóa ra rất là nhiều xe rồi. Xe màu vàng của mình cũng bị tung vô gốc cây, phải lùi lại thôi. Cố lên nào xe tải màu vàng ơi, đi nào. Được rồi các bạn ơi, xe tải màu vàng đã đi thành công rồi. Cố lên, wow, nó đang ép với xe buýt kìa và xe cảnh sát nữa. Wow, ê ê, rồi, có chừng tung vô gốc cây là xong luôn. Rồi, vậy là xong xuôi luôn rồi các bạn ơi. Hôm nay mình hư hết các xe rồi, mình thất bại rồi nha. Ok các bạn ơi, trời ơi, hôm nay mình nhờ một chiếc các chiếc xe thiết giáp đó các bạn ơi. Xe thiết giáp khổng lồ chở cái xe trộn bê tông, xe tăng đó. Nhưng mà cái xe trộn bê tông của chúng ta đi đường rất là trơn trượt luôn và đã rất là nguy hiểm nè. Và có vài chiếc xe bị đổ nên là mình đã nhờ chiếc xe cảnh sát nè, và xe buýt cảnh sát cũng như là máy cày và máy bay nữa để ngăn cản lại các xe, không cho các xe di chuyển. Nhưng mà các bạn biết làm sao không, các xe vẫn tiếp tục cố tình di chuyển và cuối cùng bị lật hết luôn. Và có một cái hố do con yêu nhẹ nhẹ nó tạo ra và khiến các xe lao xuống đó luôn. Sau đó mình phải nhờ tới các xe ben này các bạn ơi, và cả xe bồn chở dầu, chở xăng nữa để đi tiếp tế nhiên liệu cho máy bay đó. Nhưng mà các xe mà đi vào một khúc cua các bạn ơi, khiến cho các xe bị cua gấp quá, bị lật luôn. Rồi sau đó là các bạn ơi, mình phải nhờ tới các xe biết đưa thư nè, rồi xe thiết giáp nè, và cái hai xe này thì đã lao xuống dưới một cái mương nước luôn. Và cuối cùng mình phải nhờ tới xe bồn chở dầu, và cuối cùng là xe container đầu kéo và xe tải luôn. Nhưng mà các xe của chúng ta đã đều bị thất bại hết rồi các bạn ơi.
Đó, nhưng hôm nay chỉ là game BNG Ride thôi các bạn nha, không phải có ngoài đời đâu. Đó. Nếu các bạn thích video của mình thì nhớ đăng ký like cho mình nha, nhớ xem hết video, nhớ like, nhớ share video cho mình nha. Các bạn nhớ đọc kinh nè, với mẹ ma ra lần chuỗi nè, và với Chúa Giêsu nữa, các bạn phải nhớ vâng lời ông bà cha mẹ này, sống vâng lời khiêm nhường đạo đức thánh thiện, không kiêu ngạo nha, đặc biệt là không kiêu ngạo và không thù ghét một ai, phải yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là trong gia đình chúng ta phải yêu thương bố mẹ anh chị em nè nha các bạn nha. Các bạn nếu các bạn yêu thương thì mình sẽ có một cuộc sống rất là bình yên và hạnh phúc luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.